Năm học 2024-2025, giá bán sách giáo khoa tái bản dành cho học sinh phổ thông được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam điều chỉnh giảm so với các năm trước. Đồng thời, giá bán sách giáo khoa xuất bản năm đầu tiên, các lớp 5, 9, 12 được xây dựng theo cơ cấu giá đã giảm của sách giáo khoa tái bản. Như vậy, giá bìa bộ sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống giảm 9,6%, giá bìa bộ sách giáo khoa chân trời sáng tạo giảm 11,2%. Theo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, việc điều chỉnh giảm giá sách giáo khoa vì mục tiêu hỗ trợ học sinh và giáo viên, đảm bảo an sinh xã hội theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Nghị quyết 686 ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Bảng giá mới sách giáo khoa đã được niêm yết đầy đủ, công khai tại các điểm bán sách giáo khoa trên toàn quốc và trên trang thông tin điện tử tổng hợp của Nhà xuất bản Giáo dục.